Dạ, Bùi Hải Vlog xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Bùi Hải Vlog buổi chiều nay nha. Ở chiều nay có bà sư tới thăm thầy Minh Thiện ha cô chú anh chị. Dạ con chào mấy sư. Rất trầm hai sư. Cái này hai anh em sẵn xuống lau mộ cho sư buổi chiều với thay nước rồi đó. Và, dạ mà hôm nay sao được đủ duyên hay gặp ba sư buổi chiều ở đây. Ở có tấm hình của sư nữa kìa, cho con chụp tấm cái được không sư? Dạ con cảm ơn sư nha. Sư đang đốt chầm. Đốt chầm mà lên thầy Minh Thiện buổi chiều ha cô chú anh chị. À, mấy sư cũng vừa tới luôn hay sao mấy sư? Dạ. Sư đang đốt chầm tâm sự với thầy Minh Thiện ha cô chú anh chị. Đốt chầm quá chừng luôn. Đốt chầm xong rồi hỏi cho biết tụi con biết pháp danh mấy sư tên gì? Dạ. Như này là sư tấm hình là sư Minh Khổ. Dạ. Minh Kiên. Dạ con cảm ơn ba sư nha. Dạ. À, giờ mấy sư về nè cô chú anh chị ơi. Có tấm hình của thầy nữa nè.
Dạ con chào mấy sư nha. Dạ dạ dạ. Ngày xưa mình dũng, mình khổ, mình kiên. Rồi mấy sư lên xe hai cô chú anh chị. Đó, thôi bây giờ vào lau mộ thay nước thầy buổi chiều hai cô chú anh chị. À, để nha, thay nước suối với khăn giấy ướt vô. Buổi chiều hai anh em chuẩn bị xuống lau mộ thay nước sư buổi chiều qua cô chú anh chị. Mà bất ngờ xuống đây gặp được ba sư Minh Kiên, Minh Khổ, Minh Dũng tới thắp hương. Tới thắp hương rồi đốt trầm dâng lên thầy nữa nè cô chú anh chị. Đốt chầm hai bốn sáu tám mười mười bốn ngày rồi thôi à. Cái này à, chuẩn bị hết nước suối mình tưởng đâu có son không. Cái tấm hình thầy đẹp ghê không? Sao mà không cho quay mà đứng ở ngoài vậy? Để lên quay chung luôn đó. Thôi để làm mẫu thầy đi. Tính dẹp cái son mà. Chắc thầy lót nước suối vô trong cái son hay gì nè. Cái bát của thầy. Nên thôi để lại. Đi lau xong rồi châm dầu sao. Dạ. Bữa nay có mũi ta. Bữa nay có mũi trời. À, thầy đốt mười mấy cây chầm, 14 cây chầm luôn phải không? Huynh đệ thương nhau không? Ông cũng có mấy sư kia.
ngày xưa. Trời ơi trời, sáng dữ vậy, bu dùm được 7-8 con như vậy. Năm lau bộ chưa? Lau lẹ vậy? Đi đâu vậy? Từ từ đợi về chứ. Năm mà tranh thủ quá trời nè. Này nước mèo hay chó vậy Khang? Này nước mèo hay chó vậy? Nước hai đứa. Hai đứa luôn hả? Gặn mà. Để thùng này dành đựng rác. Để nha. Lau mộ thầy ngay. Từ dây chưa 4 giờ nữa mà. Dạ, trời trời trời. Thấy chiều nay tao mày có duyên phải không? Gặp được mấy sư phải không? Có duyên mới gặp được. Không có duyên là không có gặp đâu. Thấy mấy sư kia tới lần trước đâu có gặp đâu phải không? Mười bốn cây Nam đếm thử phải không?
phần khác không đó. Bụi viên rồi đó, thấy không? Rồi giờ là chở, từ hôm nay chở về sau là tôi với anh Nam làm ăn là khấm khá đó, suôn sẻ đó. Đủ viên rồi, đủ viên, gặp được mấy sư rồi. Chạy chú tưởng mấy thầy hổng đó chứ. Thầy rồi, ok. Mà sư nói sư tên gì anh Nam nhớ không anh Nam? Hồi vô clip mới nhớ hả? Nãy có sư nào tên giống sư thầy Minh Tệ vậy đó không? Cũng tên thích luôn. Minh Dũng, Minh Khổ, phải không? Ghi Minh gì ta? Minh Tăng, đúng rồi. Phải không? Thiệt, chú bắt vô coi thử coi. Không tin giờ mày kết thúc đi, mày kết thúc đi, làm vô mày coi khúc đó lại coi. Minh Tăng hả? Ờ. À, coi thử coi, không lại khúc đó thử coi. Là tao đốt nhang cái là xong luôn, là như vậy. Rồi, chiều để thắp nhang. Thầy buổi chiều, cô chú. Rồi vậy là lộn rồi phải không? Lộn Minh Kiên với Minh Tăng rồi phải không? Rồi vậy là Minh Kiên mới đúng phải không? Sư Minh Kiên, sư Minh Dũng, sư Minh Khổ. Rồi ok. Quét cái đi, quét cái sạch sẽ đi. Trời ơi, nước không.
Thôi và Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha. Trước khi kết thúc video, Bùi Hải Vlog cũng chúc cho ông bà cô chú anh chị một buổi chiều thật nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài phát lộc vạn sự như ý à. Và một lần nữa Bùi Hải Vlog xin chào và hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị ạ.